Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Hello everyone and welcome to the series of English Age. In this series, you're going to study the topic that is folk tales, and in this lesson, you're going to get started with the topic. Chào mừng các em đã đến với lớp 6 của tiếng Anh 8. Trong lớp 6 này, chúng mình sẽ cùng học về một chủ đề, đó chính là folk tales, đó là những câu chuyện dân gian. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng khởi động với chủ đề này nhé. City Task 1, we're going to listen and read the conversation between Dương and Nick. The conversation is about a suggestion for Nick's project. Trong nhiệm vụ đầu tiên này, các em sẽ cùng lắng nghe và tập đọc bài hội thoại sau đây. Bài hội thoại này chính là về một lời gợi ý cho dự án của bạn Nick đấy. Bài hội thoại giữa bạn Dương và bạn Nick. Please listen and repeat. Hãy cùng nghe và nhắc lại nhé. Dương says, I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply. Tôi đã gọi điện cho bạn ngày hôm qua khoảng 9 giờ tối, nhưng không có phản hồi. Oh, I was doing some internet research on Vietnamese legend for my project. Oh, lúc đó tớ đang thực hiện nghiên cứu ở trên internet về những cái truyền huyền thoại của Việt Nam cho dự án của tớ. Have you found one you like yet? Thế bạn đã tìm được một huyền thoại nào mà bạn thích chưa? Not really. Can you suggest anything? Oh, thực ra thì cũng chưa tìm được. Bạn có thể gợi ý cho tớ được không? We have lots of legends, folk tales, and the fables. A popular one is the legend of Lạc Long Quân and Ogre. À, chúng tôi có rất là nhiều những cái huyền thoại này, những câu chuyện dân gian và cả những câu chuyện phiếm ngắn nữa. Một câu chuyện rất là nổi tiếng đó chính là truyền thuyết về Lạc Long Quân và Ogre đấy. Oh yeah, what is about? Oh, hay quá. Và truyền thuyết này nói về gì vậy? Well, it's about the origins of Vietnamese people. Nó nói về nguồn gốc của người dân tộc Việt Nam đấy. Next, Nick has a question. Who are the main characters? Nhân vật chính trong truyền thuyết này là ai vậy? Lạc Long Quân, the Dragon King of the Ocean, and Ogre, a fairy, and their sons. Những nhân vật chính gồm có Lạc Long Quân, chính là vị vua rồng của biển. Và tiếp theo là Ogre, một đằng tiên, cuối cùng là những đứa con trai của họ đấy. And what's the story? Và câu chuyện này như thế nào vậy? Let me see, để tớ nghĩ xem nào. Lạc Long Quân married Ogre. Lạc Long Quân kết hôn với Ogre. She gave birth to a bag of 100 eggs, which produced 100 baby boys. Và Ogre đã sinh hạ một bọc trứng có 100 quả, được không nào? Và mỗi một quả trứng này thì đã có bọc trứng này sẽ trở thành 100 cậu con trai. 100 baby boys, that's a lot. 100 cậu bé trai sao? Thật là nhiều. And some years later, Lạc Long Quân meets the sea, so he took 50 of their sons to the sea, and Ogre took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese. Và nhiều năm sau đó, thì Lạc Long Quân rất là nhớ biển. Vì thế, Lạc Long Quân đã dẫn 50 vị con trai xuống biển. Còn Ogre thì dẫn 50 người con trai lên núi. Những cậu bé này sau này trở thành tổ tiên của người dân tộc Việt. What an interesting lesson it is. And I think I've found the subject of my project. Một huyền thoại, một truyền thuyết thật là thú vị, đúng không nào? Và tớ nghĩ rằng tớ đã tìm thấy chủ đề cho dự án của tớ rồi đấy. And that is a conversation between Nick and Dương, a suggestion for Nick's project. Và phần vừa rồi, chúng ta đã vừa học được một đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Dương là một sự gợi ý cho dự án của bạn Nick đấy. And now, you're gonna move to part A. You'll read again and choose the best answers. Trong phần này, các em sẽ cùng đọc lại phần hội thoại vừa rồi và trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách lựa chọn các bạn đúng nhé. Number one, what was Dương doing at 9 p.m. last night? Dương đã làm gì vào lúc 9 giờ tối đêm qua? A. He was coming to Nick's house. B. He was phoning Nick.
See, he was talking to Nick. Next question 2. What was Nick doing at 9 p.m. last night? Và bạn Nick đã làm gì vào lúc 9 giờ tối hôm qua? A. He was watching a TV show. B. He was talking about his project. And C. He was searching for information on the web. Next, we have question 3. What legend does Dương recommend to Nick? Huyền thoại nào và truyền thuyết nào mà bạn Dương đã giới thiệu tới bạn Nick vậy? A. A legend about how Vietnam began. B. A legend about Vietnamese people being original. And C. A legend that isn't well known. Next, we have question 4. Who was Lạc Long Quân? Lạc Long Quân là ai vậy? A. A fairy. Or B. Ogre's father. Or C. The dragon king of the ocean. So last question, number 5. Where did Ogre take half of the sun? Ogre đã dẫn những người con trai còn lại tới đâu? A. To the mountains. B. To the sea. Or C. To Lạc Long Quân's land. And now, we're going to take a look back at the conversation between Nick and Dương to see how to answer the 5 questions. Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng xem lại những nội dung trong bài hội thoại để tìm ra câu trả lời cho 5 câu hỏi này nhé. Here's number 1. What was Dương doing at 9 p.m. last night? 9 giờ tối hôm qua, bạn Dương đang làm gì? A. He was coming to Nick's house. Có phải là bạn đến nhà của bạn Nick không? Or B. He was phoning Nick. Bạn gọi điện cho bạn Nick. Hay là C. He was talking to Nick. Đang nói chuyện với bạn Nick nhé. Chúng mình xem nào. Dương says, I phoned you around 9 p.m. last night. Bạn Dương đã nói ngay câu mở đầu của hội thoại đúng không nào? Tớ đã gọi điện cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có phản hồi. Vậy, lúc 9 giờ tối là bạn Dương đã gọi điện cho bạn Nick. We choose the answers B. Dương gọi điện cho Nick. Next question 2. What was Nick doing at 9 p.m. last night? Vậy, thời điểm 9 giờ tối hôm qua thì bạn Nick đang làm gì? A. He was watching a TV show. Và bạn ý đang xem một chương trình trên TV. Or B. He was talking about his project. Bạn ý đang nói về dự án của mình. Hay là C. He was searching for information on the web. Hay bạn ý đang tìm kiếm thông tin ở trên web. Here you can see the conversation they said. I was doing some internet research on Vietnamese legend for my project. Và trong bản hội thoại bạn đã chia sẻ rằng lúc đó thì bạn đang nghiên cứu trên internet về những truyền thuyết, những huyền thoại của Việt Nam để phục vụ cho dự án của bạn ấy. So we choose the answer C, searching for information on the web. Vì vậy, đáp án chắc chắn phải là C, tìm kiếm những thông tin ở trên trang web. Number 3, what legend did Dương recommend to Nick? Vậy, bạn Dương đã giới thiệu tới bạn Nick truyền thuyết nào? A. A legend about how Vietnam began. Đó có phải là truyền thuyết về việc là đất nước Việt Nam đã bắt đầu như thế nào? Or B. A legend about Vietnamese people being original. Hay là một truyền thuyết để nói về người Việt Nam là những người rất là đặc biệt, là duy nhất? Or C. A legend that isn't well known. Hay là một cái truyền thuyết mà không nổi tiếng, không phổ biến. And you can see here in the conversation they say it is about the origins of Vietnamese people. Và ở trong bài hội thoại này đã chia sẻ đó là một cái truyền thuyết nói về nguồn gốc của người dân tộc Việt. So we have the answers A. Vì vậy, chắc chắn sẽ là đáp án A, đó là đất nước Việt Nam được hình thành như thế nào, con người của chúng ta có nguồn gốc ra là sao? Đáp án A nhé. Now we move to number 4. Who was Lạc Long Quân? Ai là Lạc Long Quân? A fairy? Có phải là một nàng tiên không? Or B. Ogre's father? Hay là cha của Ogre? Or C. The dragon king of the ocean? Hay chính là vị vua dòng nước ở của biển khơi? Let's check. When Nick say, who are the main characters? Khi Nick hỏi, ai là nhân vật chính? Dương đã nói rằng, Lạc Long Quân, the dragon king of the ocean.
Vì vậy mà chúng ta có được thông tin về Lạc Long Quân đúng không nào? Đó chính là một vị vua của biển cả đấy. And the answer must be C. Vì vậy, đáp án chính xác chắc chắn phải là C rồi. And for number 5, where did Ochre take half of the sons? Vậy, Ochre đã dẫn một nửa những trong số những người con trai của nàng tới đâu? A. To the mountains, lên những ngọn núi. Or B. To the sea, tới biển khơi. Or C. To Lạc Long Quân's land, hay là tới vùng đất của Lạc Long Quân. In the conversation, you can see here, Ochre took the others to the mountains. So we have the answers, that is A. Vì vậy, chúng ta sẽ có đáp án A là đáp án chính xác nhé. And we just finished answering the 5 questions. Now, let's move to part B. In this part, you're going to match the words here from 1 to 4 with the meanings A, B, C, D. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nối các từ 1, 2, 3, 4 với ý nghĩa của chúng ở A, B, C, D sao cho phù hợp nhé. Let's read the 4 words. Hãy cùng đọc 4 từ nào. Title 2 Jara 3 Main characters and 4 Blood and the meanings of them from A to D. A. The people of the story is about. The people the story is about. Of B. The content of the story. The content of the story. And C. The name of the story. The name of the story. And D. The type of the story it is. The type of the story it is. And now, you can think again and match the words with the meanings. And after that, you can check the answer with Miss Nam to see how many correct answers you got. Và bây giờ, khi mà các em đã biết đọc từ các từ này rồi và chúng ta sẽ có suy nghĩ để chọn sao cho phù hợp nhất, thì chúng ta có thể đối chiếu đáp án với cô sao cho chúng ta sẽ tìm ra những câu trả lời đúng nhất. Number one, title. Title có nghĩa là gì đấy? We must read C, the name of the story, tiêu đề của câu chuyện. Hay nói cách khác là tên của câu chuyện. Number 2, genre. That is the type of the story it is. Đó chính là loại hình của câu chuyện. Đó là một chuyện truyền thuyết hay một câu chuyện dân gian hay một câu chuyện ngắn. Next is the main characters. Main characters is about people in the story it's about. Và khi nhắc đến main characters, chính là cái nhân vật chính. Đó chính là những người mà nhân vật trong câu chuyện xuất hiện. A number 4, blood. Blood is the content of the story. Blood chính là nội dung của câu chuyện đấy. And that is the way we match the words with the meanings. Chúng ta vừa mới hoàn thành việc nối các từ với ý nghĩa của chúng. Now we move to part C. You're going to fill in the table. Bây giờ khi chúng ta đã nối được rồi, các em sẽ cùng hoàn thành bảng sau đây bằng việc điền thêm các thông tin còn thiếu nhé. The first one is the title of the story, Lạc Long Quân and Ochre. Đầu tiên chính là tiêu đề Lạc Long Quân và Ochre. What is the genre of the Lạc Long Quân and Ochre? Of course, it is a legend. Chắc chắn đây là một câu chuyện thuộc huyền thoại, truyền thuyết, đúng không nào? Main characters we have Lạc Long Quân, Ochre and their sons. Chúng ta sẽ có những nhân vật như Lạc Long Quân, Ochre và cả 100 người con trai của họ nữa. Next, the plot. What is the story about, right? The content of the story. Về phần plot, tức là chúng ta phải nhắc đến những nội dung của câu chuyện này. Thì chúng ta thấy rằng chi tiết đầu tiên chính là Lạc Long Quân married Ochre. Lạc Long Quân kết hôn với Ochre. Rồi sao nữa? Chúng ta sẽ cùng xem cô có những thông tin chia sẻ như thế nào nhé. Ochre gave birth to 100 babies. Ochre sinh hạ được 100 người con. Lạc Long Quân missed the sea. Sau đó thì Lạc Long Quân nhớ biển cả, quê hương của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân took 50 sons to the sea. Lạc Long Quân đã dẫn 50 người con xuống biển. And Ochre took the 50 sons to the mountains. Và Ochre cũng dẫn 50 người con lên núi.
và những người con của họ chính là những nguồn gốc của hay là tổ tiên của con người dân tộc Việt Nam. And that is the way we fill the table of about the story Lạc Long Quân and Âu Cơ. Và chúng ta vừa mới hoàn thành bảng nội dung thông tin về câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ đấy. Now we're gonna move to another part. Bây giờ hãy đến với phần tiếp theo nhé. Please look at this sentence. What an interesting lesson it is. Khi mà nghe câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ thì bạn có phản hồi như sau. What an interesting legend it is. Thật là một truyền thuyết thú vị, thật là một truyền thuyết hấp dẫn và rất là hay, được không nào? Và chúng ta thấy rằng có một dấu chấm cảm thán ở cuối câu chứng tỏ đây là một câu cảm thán đấy. And we understand that it is an exclamatory sentence. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại câu cảm thán này nhé. Exclamatory sentences. Let's take a look. Đầu tiên phải nhắc đến một cấu trúc rất đơn giản cho một câu cảm thán dùng cho những danh từ số ít và đếm được. What, plus or an, adjective and noun. The noun must be singular and countable. After that is subject and verb. Cấu trúc của một câu cảm thán dành cho một danh từ đếm được và số ít thì chúng ta sẽ có từ what đứng đầu câu này. Rồi chúng ta thấy rằng có mạng từ a hoặc an. Và sau mạng từ a an sẽ là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó là danh từ đếm được và số ít nhé. Rồi chúng ta sẽ có chủ ngữ của câu và động từ của câu. Let's take a look. Hãy quan sát ví dụ sau đây. What a naughty boy he is. Boy là một danh từ đếm được và boy ở đây không có s, tức là nó đang là danh từ số ít. Khi nhắc đến danh từ số ít, chúng ta sẽ có mạo từ er phù hợp với từ naughty, tính từ, đúng không ạ? Một cậu bé nghịch ngợm. Và cuối cùng là chủ ngữ he, động từ is, dấu chấm than. Thật là một cậu bé nghịch ngợm chính là một câu cảm thán để miêu tả về cậu bé này. Trường hợp đầu tiên, chúng ta vừa nhắc đến danh từ đếm được số ít. Bây giờ sẽ là câu cảm thán với danh từ số nhiều và hoặc là danh từ không đếm được. Một quy luật nhất định trong tiếng Anh đó là với trường hợp dùng dựng danh từ số nhiều thì các em sẽ không sử dụng mạo từ an nữa, đúng không nào? Vì thế ở chỗ này, sau từ what chúng ta không thấy từ an vì đây là danh từ số nhiều. Hoặc nếu đây là danh từ không đếm được thì chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở ân, được không nào? Vì thế, câu cấu trúc này sẽ chỉ khác ở trên, đó là chúng ta sẽ không còn xuất hiện mạo từ ở ân nữa. Chúng ta sẽ có what, cộng tính từ, cộng danh từ số nhiều, hoặc là không đếm được, cộng chủ ngữ, cộng động từ và dấu chấm than. Let's take a look at the example. What beautiful weather it is. Trong trường hợp này, weather là thời tiết. Thời tiết thì không đếm được, vì vậy chúng ta sẽ không thấy an xuất hiện sau từ watch mà chỉ sử dụng tính từ beautiful để miêu tả cho thời tiết đó. What beautiful weather it is. Ôi, thời tiết thật là đẹp. Đó chính là một câu cảm thán dùng để miêu tả về thời tiết ngày hôm đó. And next numbers or here, you can see boys. Hoặc trong trường hợp danh từ số nhiều, giống như câu trên là một cậu bé nghịch ngợm, thì ở đây là những cậu bé nghịch ngợm, được không nào? Chúng ta thấy boys giữ thêm s là những cậu bé nghịch ngợm. Sau từ watch sẽ không còn xuất hiện mạo từ an nữa. Và chủ ngữ đây không còn là he mà sẽ phải chuyển thành they vì là nhiều đứa trẻ. Cuối cùng là to be phù hợp với nó chính là to be are dành cho chủ ngữ they. Chúng ta sẽ có câu what a naughty boys they are. Thật là những cậu bé nghịch ngợm. Next is number 3. For the exclamatory sentence with no adjective, no subject, and no verb. Và tiếp theo đến một trường hợp nữa, đó là câu cảm thán mà không xuất hiện tính từ này, rồi không xuất hiện cả chủ ngữ hay là không xuất hiện cả vị ngữ của câu luôn. Nó chỉ có gì ạ? Chỉ có danh từ và kèm với từ what thôi. Ví dụ như what a day. Khi mà chúng ta nhắc đến cảm thán what a day có nghĩa là ngày hôm đó không được như mong đợi, một ngày hơi buồn chẳng hạn, đúng không nào? Và trong câu what a day này sẽ thấy chỉ có từ what này, mạo từ an và danh từ day, không xuất hiện tính từ, cũng không xuất hiện chủ ngữ, cũng không xuất hiện vị ngữ, đúng không nào? Và chúng ta vẫn hiểu đây là một câu cảm thán nhé.
That is all about the exclamatory sentences. Và cô vừa mới hướng dẫn cho các em hình dung ra được ba loại câu cảm thán với các trường hợp sử dụng khác nhau. And now, we're gonna see the task 2. Bây giờ, hãy đến với nhiệm vụ số 2 này nhé. In task 2, you're gonna match the words here with the definition here. Trong phần này, các em tiếp tục nối các từ với định nghĩa của chúng. Chúng ta có 4 từ đúng không ạ? A. Legend. Legend. B. Folktale. Folktale. C. Fable. Fable. And D. Fairy tale. Fairy tale. And now, let's see their meanings from 1 to 4. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu nghĩa của các từ vừa rồi, từ 1 đến 4 nhé. 1. Traditional imaginary short story that teaches a moral lesson, typically using animal characters. Or 2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children. 3. A very old traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form. And number 4, we have an ancient story about brave people or magical events that are probably not true. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ và lựa chọn đáp án chính xác nối các từ A, B, C, D với ý nghĩa của chúng từ 1 đến 4 nhé. And after that, you can check the answers with me. Và sau đó, các em có thể kiểm tra đoán với cô được không nào? Legend. Chúng ta thấy từ legend xuất hiện khá nhiều đúng không ạ? Đó chính là một truyền thuyết. Và nhắc đến truyền thuyết thì chúng ta hiểu rằng đó là một câu chuyện thế nào ạ? Old story or an ancient story about brave people or magical events that are probably not true. Khi nhắc đến legend là một loại hình mà ở đó chính là một câu chuyện cổ về những con người dũng cảm hay là những cái sự kiện có một cái yếu tố phép thuật đúng không nào? Mà chắc chắn là những sự kiện này hoặc những yếu tố phép thuật này là không có thật hoặc không đúng với thực tế. Đó chính là một huyền thuyết, một cái truyền thuyết mà chúng ta nhắc đến. Next is folktale B. Nhắc đến folktale thì chúng ta hiểu rằng đó chính là những câu chuyện của dân gian. So, it is a very old traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form. Khi nhắc đến những câu chuyện dân gian thì chúng ta hiểu định nghĩa của chúng như sau. Đó chính là những một câu chuyện cổ có tính truyền thống đến từ một vùng đất nào đó. Và câu chuyện này được truyền lại cho người sau bằng miệng, bằng lời nói mà thôi. Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Next is fable. Fable là gì? Chúng ta cùng nối nhé. It is a traditional imaginary short story that teaches a moral lesson, typically using animal characters. Khi nhắc đến fable thì chúng ta hiểu rằng đây chính là một loại hình có tính dân gian truyền thống và là một câu chuyện ngắn mang tính chất tưởng tượng để dạy cho con người những bài học về đạo đức. Và ở trong fable thì người ta thường sử dụng những nhân vật chính là những con vật. Next is fairy tale, cuối cùng là D. Khi nhắc đến fairy tale thì chúng ta thấy rằng nó rất quen thuộc đúng không nào? Thường nhắc đến những câu chuyện thần tiên. Vì vậy chúng ta sẽ có định nghĩa với số 2 ạ. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children. Đó là một câu chuyện có tính tưởng tượng, đặc trưng là sẽ gồm có những phép thuật này hay là những cô tiên này, vị tiên xuất hiện đúng không nào? Thường là dành cho trẻ em, loại hình nghệ thuật này hoặc là những tác phẩm này thì trẻ em rất là yêu thích. And that is the way we match the words legend, folktale, fable and fairy tale with their meanings here. Và cô vừa mới hoàn thành việc giúp các em có thể nối được các từ với định nghĩa của chúng. Now, I would like to say thank you for studying with me. I will see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của cô tại đây. Hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo nhé. Goodbye and see you. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.